Hiểu rồi, bác sĩ đấy. Vâng. Đây là con vàng, con vàng đấy. Hoặc máu mắt ra đây này. Toàn vèn đi các bạn. Nhìn từ đây 2-3 con vèn. Bình tĩnh. Có cả vẹt. Một ổ cá vàng. Đi đâu đi qua đấy? Con cá vàng. Cái cá hả? Có đâu không? Thôi rồi. Nước cả đang khó lan. Cứ đang chạy vào. Cống bị hàn đang mở, đang chạy ra. Ô, cái này ăn thông bị hàn à? Vâng. Cái này ăn mà không hút. Không, ra bị hàn. Cái mà không hút thôi ấy à. Ui. Ổ vàng. Tháng này chép các bạn. Lâu lắm mới câu được cái con chép ở cái khúc sông này. Mà cho lên được. Cho lên được gì? Cứ cầm tay nhẹ nhẹ rút thẳng lên khác thôi. Xem coi. Xem đẹp. Lâu lắm cái khúc sông mới câu được cá chép. Hút cá. Săn mãi mới được. Thank you.
Chào các bác nhé. Hôm nay bọn tôi đi câu ở cái chỗ khúc sông này lâu lắm mà tôi không câu. Có khi nửa năm này. Ở cái chỗ khúc sông này ngày xưa rất là nhiều cá chép. Cá chép toàn cá chép to. Thằng Thắng câu được khá nhiều cá chép to đây. Loại 1 2 cân nó câu được mấy con này đấy. Mấy cái chân cầu. Đấy, chân cầu này, chân cầu kia, chân cầu kia. Đấy. Hay có cá chép to. Mình tự hỏi người ta mang cái cào điện này đi thuyền xong rồi nó có cái như kiểu cái te ngày xưa các bác biết cái te nó gắn thêm điện nó cào cá nó chạy sạch ra ngoài nó lắm ngồi đây hôm nay được mỗi con chép đây toàn cá vèn rõ được một con chép chắc tập đôi lạng cái bé đây đi cá vèn ra đây chỉ ngồi nghe tiếng chim hót là hay các bạn ở đây nhiều chim lắm chim cò đấy rất là nhiều đấy, các bạn nghe chưa đấy tiếng chim tiếng cò chào mào bây giờ nhiều à bây giờ cũng khá là muộn mà tôi chắc phải thu đồ ra vẻ tôi thu trước rồi vì tôi gãy hết khóa gãy là khóa linh dọn cần trước thằng Thắng ngồi nó câu lốt mồi xem có được con nào nó quay cho các bác xem thì chắc không được tôi xin kết thúc video rồi các bác nhé cảm ơn các bác đã theo dõi video đến tận bây giờ các bác đừng quên nhấn like đăng ký và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nhé. Các bác đăng ký ở chỗ này, cái nút đăng ký ở đây nhé. Các bác đừng quên nhấn vào đăng ký ở đấy. Bye bye các bác nha.